Hello, đi khắp Sài Gòn, xin chào mọi người. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với video mới nhất của đi khắp Sài Gòn về chủ đề thông nữ cà tím nha mọi người. Hôm nay thì đi khắp Sài Gòn tiếp tục quay trở lại chỗ bán của Thanh Súng nha cả nhà. Hôm nay mình ra sớm không Súng? 2 giờ mấy à? Rồi hôm nay bán bao nhiêu ký cà Súng à? Hôm nay bán 3 thùng 60 ký hả? Đây số cà hôm nay mọi người. Đây là số lượng mình lấy hôm trước đúng không? Đây là cái số mình lấy 100 ký hôm trước đúng không? Mà tối mình lấy hả? Hôm qua có gì em lấy hết rồi. Sáng nay mình cắt ra hết ở nhà luôn hả Súng? Mới lên đem cắt á. Mới cắt đây hả? Cà này gà loại mấy Súng hả? Gà loại mấy em? Loại nhất hả? Hôm nay thời tiết không mưa như hôm qua nha cả nhà. Tại thì Súng đã nướng được mười mấy bịch cà rồi. Đây bếp than rất là nóng nha mọi người. Đây. Hôm nay rất là nóng nè. Trời nó hầm lắm. Cái trời khó chịu. Khó chịu quá. Tự nhiên đang mưa mà nắng trở lại nó khó chịu quá. Hai người mà nó bệnh mãi khó chịu. Dân mưa hôm qua đó người nó mệt. Ủa vậy rồi mình đi khám răng rồi sao bà Súng à? Ta hẹn thứ ba. Thứ ba. Dạ. Hẹn tới hẹn lui hoài hả? Thứ ba. Ngày mai hẹn em 9 giờ sáng mai lên làm khám lần nữa. Tại vì á, ta đút cái răng gì vô á, người ta thử. Nó bị trục trặc cái gì nữa á, nó bị sụp sạp á. Người ta kêu là sáng mai lên làm. Sáng ngày mai á để làm lần nữa, thứ ba gánh ra tiếp tục delay một ngày nữa. Còn mà thứ ba mà chưa xong thì thứ tư. Hẹn hoài vậy luôn hả? Chỗ làm răng gần đây không em? Dạ đấy nè. Trên đây xíu hả? Dạ. Gần nhà cũng đỡ. Không được nghỉ ngơi liền. Giữ hai đứa con á, rồi hai chồng em đi làm rồi. Rồi em ra mẹ mới lên cái tháp nữa. Hai giữ rồi lần nhờ Phúc qua giữ được. Nói giờ cái đường mà đưa mẹ em giữ nữa mới đi. Đó là sáng nay á hả? Bữa sáng nay mới nghỉ á. Sáng nay em bán rồi. Đi làm răng tranh thủ về coi con nữa. Rồi mua hành nữa đúng không? Nhiều công đoạn quá ha. Nhiều công đoạn quá hả? Nhiều. Nó không có nước mắm thì cắt hành chứ không mà mình đi luôn mà. Bây giờ mình phải làm nước mắm, mình phải vô nước mắm. Vất vả quá. Này bỏ công mà làm lời. Bỏ công làm lời hả? Mình bán nước mắm thì người ta thích hơn thì người ta ghé ủng hộ mua nhiều hơn bù lại em. Đúng rồi, không có nước mắm thì người ta không mua. Tại vì lúc đầu như bán là mình đã có nước mắm rồi. Nhưng khách người ta quen có nước mắm rồi, giờ không có người ta không mua. Đây là khung cảnh đầu giờ chỗ bán Thanh Súng ngày hôm nay nha mọi người. Hiện tại theo quan sát của mình thì Súng hôm nay đã nướng được khoảng chắc hơn 10 ký cà nữa, tầm đó. Xài 7 ký than. 7 ký than đủ không em? Đủ. Đây, than nhìn rất
là nóng nè cả nhà, mình ngồi cách khoảng nửa mét mà rất là nóng luôn nè. Nhưng mà anh mà muốn ăn nó chắc chạy ghê lắm. À. Càng ngày qua mùa ngon là tại vì nó yếu than. Yếu than quá không? Hay nhìn thấy nó cứng cứng, mọi người kêu sao nó không được mềm mà nó sườn sườn á. Yếu than thì nó không có mềm. Đó, hôm nay đi lên kiểm tra răng là bác sĩ nói gì không xuống? À, nói là ngày hôm qua là kêu em lên là xong rồi. Nói là em quen mệt quá rồi, em đuối rồi. Rồi đi về nhà là kêu mình lên. Này có chích gì không? Có làm tê tiết gì không? Thôi, bây giờ là không có làm thuốc nữa mà làm thuốc. Sống luôn. Kêu cái gì vô ngồi da. À. Tự ra kêu lên nằm đi em, lại tê thái này. Thằng nào cũng kiểu nằm đi hả? Em thấy em nói chỗ nào mà chị kêu lên nằm em mắc ảnh luôn á. Em sợ. Cái gì em sợ, chứ em sợ đau thôi. Thằng nào cũng nằm hết. Rồi cái thứ hai còn phải lên nữa. Wow, nhiều công đoạn quá. Làm đẹp mà vất vả quá hả? Đẹp phải chịu thôi. Vài bữa đẹp lên bù lại mình nổi tiếng hơn nữa. Quá hậu kêu bằng sư phụ luôn. Làm ăn không rồi cũng để cũng vẫn làm cái bảng là để hánh súng cà nướng. Dù có bảng là hánh súng là chim. Bạn đó em làm chưa? Chưa làm. Chưa làm hả? Không có nhớ gì á. À. Hồi nào mình đi làm đi cho khách người ta dễ biết hơn. Không có nhớ luôn, để chiều giờ anh nhớ nhắc em. Mình đặt trên chỗ làm ở nhà có mình em, sở sở của mình em, gì cũng mình em mà. Chỗ làm bản hiệu đấy. Hay là mình in tờ giấy gì cũng được. Mình treo lên thôi. Mà chiều giờ anh nhớ nhắc em nha. Anh cũng hay quên lắm. Đầu óc anh trên mây không à. Anh quên muốn đi em. Bây giờ anh nhắc em nè. Chứ chiều sao anh nhớ được. Em nói là chiều bán xong rồi nhớ nhắc em nha. À, tình cảm quá anh hay ngọt vậy vậy xuống. Tại vì em chuẩn bị em hành con gái. Wow. Em mới nhỏ nhẹ lại. Nhỏ nhẹ lại hả? Chứ hiện tại là em thành cái gì? Cái mẹ. Cái mẹ. Chưa giờ bán được bao nhiêu bịch cà là xuống? Dạ, 2 bịch. 2 bịch hả? Sao ít vậy? Hả? Sao ít vậy? Em mới vừa lên cà được mấy bịch là anh đang mua. Cái chú kêu mua đưa giấy 500. À. Mua mà trả đưa giấy 100 mà. Cũng có hỏi chị bán nước chi đổi chị. 500 mà phải chi bo luôn thì may mắn hả? Anh thích cho thiếu luôn á. Cho thiếu luôn. Thôi mở hàng ai mà bán thiếu. Dạ rồi sáng nay là không đi bán luôn. À, cô cũng chưa khỏe lắm hả em? Mà bảo mà giữ chừng mấy bữa rồi mới lên cái khác anh ơi. À, giữ cho nhỏ mệt lắm. Nó nhôi á, em mệt luôn, em đang hơi bệnh mà em giữ nó một bệnh mà em. À. Hôm nay trời cũng nhiều mây mọi người. Mây gay ghê. Mây quay kín bầu trời. Không biết là hôm nay chiều nay ra sao, thánh súng sẽ ra sao. 60 ký chiều nay sẽ ra sao? 60 ký chiều nay sẽ ra sao? Chiều nay có... ra sao thì tối nay có sao? Có vỡ trận hay là sụm nụ đây? Mọi người hãy xem tiếp phần sau. Không, cái này nó không sụm nụ đâu. Mà nó sao? Không có mưa, không có không sụm nụ thì vỡ trận. Khách vay kín. Đâu mà nó nở nụ càng ngày càng nở. Tưởng tượng em làm răng xong á, khách vay kín thánh súng trong một ngày, thánh súng làm răng xong bán không kịp, tăng số lượng 150 ký cà hết hồn.
mà quay lại cái thời mà mới nổi tiếng bán nó sinh súng là chắc vui lắm hả? Đã hả? À, đã luôn. Hồi đó ngày bán 200 kg hả? Mới biết đó. À. Bộ bán 200 kg, 200 mấy ký. 200 mấy ký. Mà lúc đó là nhiều người nổi tiếng tới mua luôn không? À, vui. Mấy cô chú ở vùng xa vùng sâu á. Tới mua giờ mà. Thấy anh thấy đi ô tô rồi tới rồi có cô chú nước ngoài cũng gửi tiền về mua. Thời đó thì YouTuber như bay kín mấy chục người. Quá trời người luôn ha. À, quá trời. Còn hơn diễn viên điện ảnh nữa mà. Cả nhà đang xem video từ chỗ bán của thanh súng cà tím ở đường Nguyễn Duy Trinh nha mọi người. Hiện tại là buổi đầu giờ bán của thanh súng ngày hôm nay. Mọi người xem video, mọi người thấy hay hãy cho Đi Khắp Sài Gòn xin một like và một đăng ký kênh để Đi Khắp Sài Gòn có thêm động lực quay video cho mọi người xem. Một năm bị bệnh một lần hả? Vậy là ít rồi. Có lần mà em mà bệnh rồi muốn lại nó luôn. Là sao? Lâu bớt hả? Làm bệnh nó mới quải không có dậy nổi luôn, nằm không, nằm miết vậy đó. Tới đâu còn lỡ, hai lần lỡ vậy mới hết. Đó là bệnh... Thôi, không bệnh là bệnh là vậy. Cảm rồi cái gì? Hay là bệnh gì? Cảm rồi đó hả? Cảm rồi, bị nhức đầu rồi này kia đó. Nằm hoài. Thì cái đó mình uống thuốc không? Mình có uống thuốc không? Em có uống thuốc. Uống thuốc thì nhanh bớt mà. Uống thuốc mà nhiều khi em uống thì thôi em uống thuốc. Em ngủ hoài, em nằm hoài vậy á. À. Lúc mà em đẻ thằng ngốc lớn em á là em bệnh. Đẻ về nhà đâu mấy hôm là em bị bệnh. Đó là bệnh bao lâu? Bệnh hả? Cũng gần nửa tháng á. Gần nửa tháng luôn hả? Tại vì lúc đẻ là người ta có uống thuốc hay gì. Nên đi mua chồng em đi mua bút dán con nít á, miếng dán á, dán cho em. Có khách đến mua cà kìa. Mấy bịch chị? Mấy bịch chị? 2 chục à. Bữa nay là có nước tương rồi, tính hỏi ăn nước tương nha. Hôm nay hết ngày chay rồi mà. Chưa giờ thì thánh xuống mới bán được 3 bịch cà thôi nha mọi người. Vì hôm nay ra trễ hơn so với hôm qua phải không? Đâu là trễ đâu, cũng vậy mà. Cũng vậy hả? Sớm á. Sớm hả? Sớm mà thấy cũng ít người mua quá hả? Chủ nhật hả? Thôi chủ nhật em mới đi sớm. À chủ nhật. Chủ nhật người ta nhậu mà. À chủ nhật người ta cũng ít ăn cà. Ít ăn cà lắm. Ít ăn cà. Mà tháng này tháng 8 rồi, hy vọng là qua tháng chay người ta ăn nhiều. Cái cà 480 một thùng là một nó độn mà. Đấy. Cho hột độn vô nè. À nó độn nha. À. Cà này loại 2. Không, cà loại 2 vô. Rồi nhất luôn mà độn vô. À. Hiểu không? Nó cong đúng không? Cái này nó để dưới đất. À để dưới đất. Còn mấy cái này nó để trên mặt. À, không, không giả mang hả? À để này nó để trên mặt. À. Đúng rồi, bằng buôn bán mà cái gì đẹp tao phải để lên trên. Đúng rồi, để lên trên gì xấu để dưới à. Đúng rồi, cà này gọi là cà gãy đúng không? Có cà là lẹt luôn á anh. À cái cà loại nhất nó ngon. À ý là cái anh hỏi cái công công này nè gọi là cái gì? Cái này á là loại 2 nhưng mà nó độn vô loại nhất, anh hiểu không? Cái công này gọi là loại 2. À, cái cà công gọi là loại 2 mọi người. Còn không có nhiều trái đâu, em phải trái bự vậy mới vô 2 trái.
thùng đâu có nhiêu trái đâu. Đó, người ta khôn quá ha, người ta bỏ ở dưới mình không biết được. Có bữa rồi nó ngày hôm qua độ trà thì thấy ghê luôn. Trà ngày hôm qua nước nó nặng. Để bữa sau mình lên mình mất mất vốn người ta. Em nói đó. Giảm tiền lại. Người đó nó không chịu. Không chịu hả? Nó nếu như mà chị nói vậy là biết bao nhiêu người mua cà tao đem lại người ta trả hết cho em hay gì. Lời ăn lỗ chiều á, ăn xui á. À. Ví dụ mình không mua chỗ đó thì mình mua chỗ khác có không? Đi chỗ khác. Không đi chỗ khác. Chỗ khác cũng bị mấy trái. Cũng bị luôn hả? Khách sẽ mua tiếp tục nha. Đi kia cũng ngọt luôn. Video đến đây cũng dài thì đi khắp Sài Gòn xin tạm dừng video ở đây mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mọi người xem thấy hay, mọi người hãy like và đăng ký kênh ủng hộ em nha. Rồi, em xin tạm biệt cả nhà. Bye bye mọi người.